Công nghiệp là xin chào anh chị và bạn đang theo dõi bản tin 5 phút chứng khoán được phát trên kênh YouTube ITP Club Channel. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường tiếp tục có chiều hướng giảm điểm và hôm nay thì với chỉ số vn thì đã có chiều hướng đóng lên ở dưới cái đường MA 50 rồi. Thì với những cái tín hiệu như này thì cũng thực sự là không tốt với thị trường chung ở trong cái giai đoạn sắp tới khi mà gãy luôn cả đường MA 50 và ở đây thì cái đường MA10 thì cũng có chiều hướng cắt xuống đường MA20 rồi. Thì như vậy là giai đoạn này thì thị trường cũng vẫn tiếp tục là có dấu hiệu điều chỉnh và đường MA50 thì không hỗ trợ được cho thị trường. Và hôm nay thì trong cái vùng này là cái vùng tranh chấp khá nhiều của những cái nhà đầu tư ở à, cái chiều mua chiều bán. Thì anh chị bạn có thể là quan sát ở những cái tín hiệu phái sinh thì chúng ta mới có thể cảm nhận được đó là những cái thời điểm mà thị trường biến động ở trong những cái biên độ ở à, rung lắc à, đầu tiên là mở phiên thì có chiều hướng tạo gáp sau đó giảm xuống giảm xuống rồi hồi lên sau đó đã giảm xuống hồi lên giảm xuống thì như vậy là đây là một cái thời điểm mà cái vùng tranh chấp khá là mạnh giữa các nhà đầu tư và bên nào chiến thắng thì nhiều khi là bên đó sẽ là tạo cái xu hướng ở giai đoạn tới và thường ở đây thì với tín hiệu của thị trường chung của chỉ số đấy thì nó đã có những cái tín hiệu sớm rồi và nếu mà trường hợp giảm thêm qua vùng này khi mà biên bản chiến thắng thì có thể thị trường sẽ bước vào những cái thời điểm là kết thúc cái sóng tăng và có thể bắt đầu là chuyển sang những cái thời điểm là tiếp tục điều chỉnh cũng như là có cần thêm cái thời gian tích lũy có thể là tạo những cái xu hướng giảm ở giai đoạn sau này hiện tại thì dĩ nhiên là chưa thể đánh giá được thì còn về thị trường trong những cái phiên giao dịch sắp tới thì công nghiệm thấy là hiện tại trong cái chim mơ cư thì nó cũng có một cái trạng thái hút giá nhưng hiện tại thì coi như là nó đã hút lên đến gần đến nơi rồi và trạng thái hút này thì nó chỉ rơi vào quay những cái vùng 1.196 điểm thì hôm nay thì thị trường mà phiên là 1.194 chập mấy ấy, thì là gần sát 1.195 thì coi như là đã hút xong rồi thì thời điểm này hút xong thì có thể là bắt đầu là quay trở lại có thể là vẫn sẽ tiếp tục giảm tiếp ở trong những cái phiên sau và ở đây thì công điện thấy là trong phiên hôm qua thị trường kéo rút chân lên nhưng mà sau đó thì hôm nay thì mà phiên tạo gáp thì như vậy là với cái thanh khoản hôm qua thấp Hôm nay thì mở phiên tạo gáp thì như vậy là lại có chiều hướng là bán dần xuống và sau đó thì lại hồi lên và bán dần xuống. Thì như vậy nó đang có chiều hướng là một chút kéo xả trong cái vùng giá như hiện tại. Thì với công nghiệp này gọi là một cái vùng tranh chấp uh, giữa những nhà đầu tư đang ở quanh những cái vùng hỗ trợ uh, MA50. Thì còn trong Ichimoku thì dĩ nhiên là hiện tại thì nó vẫn đang có chiều hướng là xe uh, tiếp tục là có chiều hướng đi xuống ở trong giai đoạn tới và nó đang ở trong một cái trạng thái giá ngắn hạn khá là mạnh trong khoảng ở đấy tầm hai đến 3 phiên tới thì như vậy giai đoạn này thì có thể là một 2 đến 3 phiên tới thì có thể vẫn có những cái phiên giảm rất là mạnh vì đây là một trạng thái mạnh trong chỉ mơ cư thì chuyển sang view một chút về những cái thông tin của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì hiện tại thì với khối ngoại hôm nay thì cũng đang tiếp tục bán dòng mà khá là mạnh khoảng đấy tầm 556 tỷ thì còn khối tự doanh thì trong 3 phiên gần đây thì quay trở lại mua dòng còn với thị trường chung thì hôm nay thì thanh khoản giao dịch xuống ở mức rất là thấp. Với sàn OC thì chỉ số VN-Index thì đóng cửa 1.172.56 điểm, giảm 7.93 điểm và giảm 0.67%. Với thanh khoản giao dịch của sàn OC là 17.000 tỷ. À, khối ngoại bán dòng 558 tỷ với sàn OC. Sàn HNX thì giảm 1.58 điểm, giảm 0.66%. Thanh khoản giao dịch là 1.27.000 tỷ. Khối ngoại thì mua dòng hơn 5 tỷ với sàn HNX. Sàn Upcom thì giảm 0 điểm, giảm 0.23% với thanh khoản giao dịch là 708 tỷ và khối ngoại mua dòng với sàn upcom là hơn 10 tỷ thì ở đây tổng cái mức giao dịch cả ba sàn hôm nay thì nó khoảng đấy là 17 hai này như vậy là khoảng đấy 18.000 tỷ à, 18 này 18 nghìn hai thì nó khoảng 19.000 tỷ thì như vậy là một cái phiên giao dịch thanh khoản rất là thấp và thị trường thì ở đây là à, vẫn là tiếp tục giảm điểm và cái xu hướng hôm nay là nó hồi tạo gáp mà sau đó là bán như vậy là cái dòng tiền lớn chúng ta phải xác định rõ là trong những cái phiên ATO là dòng tiền lớn kéo lên uh, với thị trường tăng lên để sau đó để bắt đầu bán dần xuống với cổ phiếu và ở đây thì những nhìn những cái chỉ báo dòng tiền uh, của chỉ số VNX thì công nhận thấy là giai đoạn này thì cái dòng tiền lớn thì cũng đã thoát ra khá nhiều rồi thế nên là uh, khi nào mà nó giảm xuống những cái biên dưới của uh, ngoài là quá cái vùng quá bán ấy, thì lúc đó thì mới có chiều hướng là dễ có thể hồi phục được nên hiện tại thì công nghiệm đánh giá để chiều hướng là giảm thêm thì cái xác suất xảy ra thì nó vẫn còn cao thế nên là anh chị và bạn chú ý thì đó là view một chút uh, ngắn hạn là trong 5 phút ở đây thì còn một số những cái cổ phiếu mà mà có tín hiệu cảnh báo mua bán nữa thì công nghiệp chỉ lướt qua ngắn để cho bạn có thể nắm được thôi chỉ có mấy cổ phiếu như hut cảnh báo bán vx ở đây thì cũng có cảnh báo bán tiếp này rồi tdp thì cảnh báo mua tín hiệu này không đẹp à, ckg hôm nay thì có tín hiệu mua theo xu hướng hôm trước có tín hiệu mua ngắn thì hôm nay thì nó vẫn đang thể hiện là uh, tăng tốt và tăng chân để uh, với cổ phiếu này thì biến động khá là mạnh và tín hiệu đi ngược về giai đoạn này thì nó mới có tiếp đến là TV2 thì cũng đi ngược và đang có những cái tín hiệu tăng giá tiếp và báo tín hiệu mua theo xu hướng thì bản thân những cái cổ phiếu này thì công nghiệm cũng đã view những cái tín hiệu ở trong một hai cái phiên vừa rồi thế nhưng mà không chú ý mua vì giai đoạn này cái xác suất mua vào với cổ phiếu mà để tỷ lệ thành công thì nó khá là thấp nên là chúng ta sẽ chờ đợi những cái thời điểm thị trường chung nó ổn định hơn thì khi đó tham gia thì nó sẽ được cái xác suất chiến thắng cao hơn À, công nghiệm rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm à, theo dõi video 5 phút này thì có thể nó dài hơn 5 phút nhưng công nghiệm à, vẫn view đủ để anh chị bạn có thể là tổng lược được những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường trong à, cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nếu thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ công nghiệm những cái lượt like à, cũng như là những cái lượt đăng ký kênh ITP Club Channel anh chị nào mà hiện tại chúng ta đang có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán hoặc là chúng ta đã có rồi nhưng mà chúng ta chưa có phương pháp giao dịch hoặc là chưa có những những cái sự hỗ trợ tốt nhất từ những cái bạn tư vấn thì anh chị bạn có thể liên hệ với công nghiệp ở số điện thoại trên màn hình công nghiệp sẽ dùng mọi khả năng và những cái công cụ công nghiệp có để giúp anh chị các bạn có được cái thời điểm vào lệnh ở trong những cái vùng giá tốt nhất và thoát hàng ở trong những cái vùng giá bán tín hiệu sớm nhất để anh chị bạn chúng ta có được những cái phương án đầu tư nhanh chóng với thực chiến ở trên thị trường công nghiệp mà xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái video và trong những cái buổi livestream tiếp theo